thì nó vẫn sợ, vẫn bị bong, không, không phải xi cái keo của nó ý, nhưng nó kể cả khoan rộng một tí xong cho cốt cốt đấy, em nói là cho cái đinh vào giữa trên dưới bằng nhau nó mới ốp vào, không phải là đấy nó có cái cốt đấy nó giữ chống dư, còn cái này là cả cái chỗ keo này mà nó vẫn bong, đúng rồi cốt ở giữa còn nó như cái đấy giữa này rồi, không cả cái cột trụ chỗ cậu Hữu đang đứng anh mà nó là có trụ giữa đâu rồi đến tham gia anh em mình thôi. Kể cả vào cái nhìn cái trụ với cái trụ cậu Hữu đứng đáng ra. Người ta kể cả như thế kia kìa. Đây cái như nhà kia. Này làm gì? Có gì đâu. Đáng lẽ nó phải có cốt đấy, không đúng ra nó phải có cốt đánh dấu cộng đây thì thằng nào có cốt đây kia kia đây. Đây của mình thế đây. Giờ nói các cậu đi. Cái này gắn sau nó bong ngay, là cái này nó không không bị nó rơi vỡ, nó bong, nó không rơi vỡ nhưng nó bong nó khô ra. Đấy. Em nói câu đấy, không bao giờ rơi được, bão không bao giờ rơi được. Nó bong ra. Nhưng các cậu vừa chưa em tham gia với ai không em cũng nghĩ. Em phải cốt keo thì em nếu mà vừa rồi em biết em cầm mấy keo kia về cũng chỉ cần khứa đấy thì cũng rơi. Đời anh em mình chết cũng không được bằng. Kể cả cái cột kia đáng ra phải có cốt đấy, tại cái cột thằng nào đấy. Đấy. Vừa chưa em mở hôn này mà trên này nhau một tí thôi, đừng như trên trong 22 ly, trong lên trên nó thành bao nhiêu ly. Bên thấp bên cao như thế này. Ngày xưa ta đã bán chúng rồi, ngọt như bây giờ. Sao? Không, cái việc đá nhân tạo hay là đá thật cháu không nói. Đây là đá Thanh Hóa, bịt mẹ đá Thanh Hóa mà dạn như này nhá. Bịt mẹ có dung dở. Cái đá thì cháu chịu thôi, bởi vì ngày xưa mình biết chạy xe thì biết linh